Cái chìa khóa thứ năm ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ để bạn vận hành doanh nghiệp hiệu quả, đó là bạn phải có một công cụ hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo, là AI, Artificial Intelligence. Công cụ chăm sóc khách hàng hiện nay bằng trí tuệ nhân tạo, tức là bằng công cụ chatbot. Bạn phải thiết lập được cái quy trình chăm sóc khách hàng ở trên nền tảng. Nếu bạn dùng Facebook Messenger để chăm sóc, hoặc Zalo, hoặc là Instagram là những công cụ chat hiện nay, hoặc WhatsApp, hoặc cả Line, hoặc là bất kỳ cái phương tiện nào, thì hãy nhớ một điều rằng tất cả những công cụ đó có thể cho bạn thiết kế một con robot, một con chatbot rất hiệu quả. Con chatbot có nhiệm vụ đó là nó có thể vận hành và giúp đỡ bán hàng cho bạn 24/7, bởi vì nó ở trên nền tảng internet con người của bạn. Tức là nếu bạn thuê một đội ngũ chăm sóc khách hàng thì bạn chỉ có thuê được có khoảng 8 đến 12 tiếng mà thôi. Nếu như cái doanh nghiệp lớn như Mobifone, Vina hoặc là Viettel, họ có thể thuê được nhân sự vận hành là 24/7 để chăm sóc khách hàng, nhưng mà nó rất là cực và chi phí vận hành rất là cao. Ngày hôm nay, thời điểm hiện tại thì chatbot là công cụ trí tuệ nhân tạo rất hiệu quả để nó có thể hỗ trợ cho bạn, support cho những khách hàng của bạn thời điểm có thể 12 giờ đêm, 1 giờ đêm mà khách hàng vẫn hỏi, thì con chatbot đó vẫn có thể support cho bạn. Nó có thể đề xuất những cái gì ạ? Những cái sản phẩm phù hợp, nó có thể lấy thông tin khách hàng được và nó có thể đưa ra cái quy trình lập đơn cho phù hợp được. Và quan trọng là nó có thể chat với khách hàng những cái câu lập trình sẵn của bạn, một cái kịch bản sẵn của bạn, một kịch bản bán hàng tự động của bạn. Và đó là lý do tại sao rất nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay đều dùng, kể cả Amazon, eBay, Alibaba, người dùng đã dùng chatbot để bán hàng 24/7 và bán hàng xuyên quốc gia. Có như vậy thì bạn có thể nâng cao được nghiệp vụ về chăm sóc khách hàng tự động, chăm sóc đối tác tự động, hoặc chăm sóc cái nhà cung cấp của bạn một cách tự động. Cho nên cái chìa khóa thứ năm ngày mà tôi nói với bạn là doanh nghiệp của bạn phải ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào, phải có một công cụ chatbot support khách hàng tự động 24/7, thì có như vậy bạn mới bán hàng xuyên quốc gia, bán hàng 24/7, bán hàng online liên tục và liên tục liên tục, thì đó là vị thế cạnh tranh của bạn. Mà không một công ty nào có thể thuê nổi nhân viên của mình làm việc 24/7 và 365 ngày trên năm. Chỉ có công cụ chatbot dùng trí tuệ nhân tạo mà thôi. Đó là năng lực cạnh tranh của công ty của bạn, đó là năng lực cạnh tranh của chính là chìa khóa doanh nghiệp của bạn. Khi mà doanh nghiệp của bạn có rất nhiều chi nhánh ở khắp mọi nơi, ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng, ở Cần Thơ, ở Vũng Tàu, ở Tiền Giang, ở Hạ Long hoặc là ở Hải Phòng, thì làm thế nào để các bạn có thể họp giao ban được tất cả những nhân sự đó, tất cả những người quản lý cấp cao, quản lý cấp trung, hoặc là ở location, ở chi nhánh mà bất kỳ thời điểm nào bạn có thể triệu tập cuộc họp được. Trong thời điểm hiện nay, bạn là một CEO, một chủ doanh nghiệp, một nhà quản lý, bạn không thể bay lòng vòng hết các chi nhánh của bạn để họp với những nhà quản lý cấp trung của bạn được. Điều đó mất rất nhiều thời gian, tốn rất nhiều nguồn lực và có thể chi trả rất nhiều cho cái việc đó. Là một CEO, bạn có thể bán sức khỏe của mình và thời gian của bạn vào những việc họp hành liên miên như vậy được. Và trong thời điểm hiện nay, thời kỳ Covid-19 này, đã có xuất hiện rất nhiều những công cụ, những bộ giải pháp có thể giúp cho bạn họp giao ban online một cách rất hiệu quả. Và trong cái clip tiếp theo của tôi hướng dẫn cho bạn những cái phần mềm giúp cho bạn họp online, giao ban tất cả các chi nhánh, những cái nhân sự làm việc bán thời gian của bạn ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời gian nào mà bạn có thể họp hành với họ được. Và chính vì cái chìa khóa mà ngày hôm nay thứ 6 tôi nói với bạn, chính vì họp giao ban của bạn có thể dùng cái phần mềm này, dùng cái bộ giải pháp này mà làm cho việc họp hành trở nên nhẹ nhàng hơn, thú vị hơn và không bị hạn chế bởi không gian thời gian. Và đây chính là cái chìa khóa giúp cho doanh nghiệp của bạn có năng lực cạnh tranh, bởi vì bạn có thể tiết giảm được chi phí cuộc họp, tiết giảm được chi phí máy bay, tiết giảm được chi phí vận hành cuộc họp và tiết giảm được chi phí cái phòng họp và máy lạnh, rất là nhiều chi phí. Nếu nói ra một doanh nghiệp một năm, một tháng tốn rất nhiều chi phí cho bút phòng ốp, cuộc họp và chi phí rất là lớn, đặc biệt là những doanh nghiệp ở nước ngoài, những doanh nghiệp có rất nhiều chi nhánh, thì cái việc mà bạn chi phí cho cuộc họp là khủng khiếp lớn. Một doanh nghiệp vận hành, bạn nếu bạn cho phép trích ra cái chi phí vận hành khoảng 10 đến 15% cho bộ máy nhân sự và cho cái chi phí cố định và không cố định, thì bạn dành ra 10 đến 15% cho việc quản trị và vận hành, thì cái việc mà biết cách đào tạo họp giao ban online này sẽ giúp cho bạn tiết giảm khoảng 90% chi phí về việc họp hành nhé. Chìa khóa thứ 7 ngày hôm nay để nâng tầm doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới, đó là bạn phải có một cái bộ giải pháp, bộ công cụ về cái gì ạ? Đào tạo trực tuyến cho nhân viên. Bạn biết không, trong một cái nhân viên vào doanh nghiệp, bạn rất là mất nhiều chi phí từ khâu tuyển dụng, thu hút, nhưng mà cái khâu mà quan trọng là cái người nhân sự đó có thể làm việc với doanh nghiệp được hay không, đó là cái khâu đào tạo. Và cái khâu training này tốn rất nhiều chi phí. Bạn nếu như doanh nghiệp bạn vừa và nhỏ, bạn không có một giám đốc đào tạo thì rất khó để, hoặc là bạn CEO phải đứng ra đào tạo hết thì rất cực. Nếu như bạn phải làm tất cả mọi thứ trong một doanh nghiệp thì bạn rất là khó có thể gì ạ, có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh, hoặc là nhân sự của bạn rất là khó phát triển. Vậy thì làm thế nào để có thể đào tạo bất kỳ một vị trí nào mà bạn không tốn quá nhiều về nguồn lực? Đó là bạn phải có một cái bộ giải pháp đào tạo e-learning, tức là đào tạo trực tuyến, bằng cách đó là bạn mô phỏng được cái tiêu chí của từng vị trí, từng chức vụ và làm gì, và sau đó
bạn số hóa cái quy trình đào tạo đó, những video clip đó ở trên nền tảng số, ở trên nền tảng online. Và hệ thống doanh nghiệp có cái hệ thống này để làm gì? Để nhân viên có thể login vào, tức là đăng nhập vào hệ thống để có thể học bất kỳ một vị trí nào mà bạn không phải bỏ công sức ra để đào tạo online, offline như hiện nay. Đó là lý do tại sao những công cụ bởi bộ đào tạo online trực tuyến rất là quan trọng, và số hóa toàn bộ quy trình đào tạo, số hóa những bài giảng trực tuyến, số hóa toàn bộ cái miêu tả và chức vụ và trách nhiệm quyền hạn của chức vụ đó. Và một cái người nhân sự mới học có thể học theo cái đó, và sau cái chương trình đó bạn chỉ làm người test hoặc checklist lại những cái việc họ học có hiệu quả hay không, bằng cách là bạn question này, bạn hỏi hoặc là bạn question lại. Bạn có thể đặt câu hỏi và có thể test lại thử có đạt yêu cầu hay không. Nếu đạt yêu cầu bạn có thể nhận việc làm chính thức, và nếu không đạt bạn có thể yêu cầu học lại và cho thời gian deadline để test lại. Điều đó nói lên một điều rằng là gì ạ? Nếu một doanh nghiệp có khoảng 2.000 nhân sự, 5.000 nhân sự thì bạn biết cái công tác đào tạo rất là cực. Tôi biết rất nhiều doanh nghiệp họ lên tới 5.000, 10.000 nhân sự. Vậy thì bạn biết không, để đào tạo được 5.000, 10.000 nhân sự mà biết được văn hóa công ty, biết được chiến lược sản phẩm, biết được quy trình làm việc thì rất là cực. Và bằng cách đó là số hóa toàn bộ cái quy trình đào tạo lên online, từng vị trí, từng chức vụ một, thì có như vậy nhân sự nào cứ vào login vào đúng tài khoản đó và học đúng cái bộ môn đó, đúng cái tiêu chí đó, đúng cái quy trình đó thì làm việc. Và sau đó hết thời gian đào tạo học thì bạn chỉ cần làm việc gì ạ, checklist lại là xong. Thì đó là một cái bộ quy trình, một bộ về hệ thống số hóa cái bài giảng trực tuyến. Thì như vậy thì cái người đào tạo hoặc là CEO, là bạn là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ tiết giảm được rất nhiều thời gian và chi phí cho một cái bộ người nhân sự mới. Nếu như không phù hợp thì next, bạn có thể loại bỏ, và nếu phù hợp bạn có thể nhận vào. Và có như vậy cái quy trình tuyển dụng của bạn xuyên suốt, và bạn có thể tuyển dụng được cái số lượng lớn bằng cách là ứng dụng cái bộ quy trình đào tạo e-learning số hóa bài giảng hiện nay. Cái dữ liệu, bạn phải quản trị được dữ liệu lớn, bạn phải quản trị được bảo mật dữ liệu. Và làm thế nào, bạn biết không, một doanh nghiệp tốn rất nhiều cái dữ liệu các bạn. Chỉ cần lưu cái hệ thống nhân sự, hệ thống vận hành, từ hợp đồng đối tác cung ứng cho đến là quản trị về việc khách hàng, database khách hàng, rồi hồ sơ về bảo hiểm, về y tế, hồ sơ về rất nhiều thứ của doanh nghiệp, và những cái hồ sơ hóa đơn rất là nhiều thứ. Và nó làm, bạn biết không, có những doanh nghiệp mà chi phí để lưu trữ hồ sơ, chi phí phòng ốc để lưu trữ những tài liệu hồ sơ thì lên tới là rất là nhiều chi phí và đầu tư lên tới hàng tỷ đồng. Nhưng mà trong thời đại số hiện nay, thời đại điện toán đám mây hiện nay, thì bạn có thể lưu toàn bộ cái dữ liệu đó ở trên nền tảng cloud, lên nền tảng về điện toán đám mây. Thế thì, nhưng mà bạn biết hiện nay, nếu như bạn không biết cách để setup một cái hệ thống cloud thì bạn rất là tốn rất nhiều chi phí. Bạn mua server về, bạn mua máy tính về để bạn lưu dữ liệu, nhưng bạn phải tốn một người vận hành, bạn phải có một chuyên gia vận hành cái đó thì rất là tốn kém. Thì hiện nay bằng cấp với nền tảng công nghệ, rất nhiều cái công nghệ hiện đại hiện nay có thể giúp cho bạn số hóa toàn bộ cái tài liệu này, số hóa toàn bộ dữ liệu này. Và quan trọng của bạn đó là nếu như doanh nghiệp của bạn không có người quản trị thì bạn chỉ cần tích hợp cái bên thứ ba, tức là tích hợp cái công cụ quản trị dữ liệu này, ví dụ như Google Drive, ví dụ như là Amazon, ví dụ như là Google Cloud, rất là nhiều, hoặc là Dropbox. Thì bạn có thể dùng cái dữ liệu này để tích hợp vào cái hệ thống website doanh nghiệp của bạn. Hoặc nếu như doanh nghiệp của bạn có hệ thống phần mềm quản trị ERP, tức là hệ thống phần mềm về điều hành quản trị doanh nghiệp, thì bạn có thể tích hợp được cái bên phần mềm bên thứ ba này vào. Và tôi biết hiện nay có một vài cái phần mềm có thể tích hợp vài ngàn cái ứng dụng bên thứ ba vào hệ thống ERP đó để quản trị doanh nghiệp. Tức là bạn chỉ dùng có một phần mềm thôi, nhưng mà bạn có thể tích hợp được rất nhiều phần mềm con vào đó để bạn có thể quản trị doanh nghiệp của bạn một cách hiệu quả, để bạn có thể quản trị cái database một cách hiệu quả. Và đến lúc mà bạn cần tìm kiếm lại thông tin thì bạn có thể search một cái là ra. Và tôi thấy rất nhiều doanh nghiệp họ lưu đến hàng tấn và hàng tấn cái tài liệu, và đến lúc họ search tìm kiếm lại thì họ phải tìm từng cái một, rất là vất vả. Đó là cách mà những người thủ thư thư viện hiện mà ngày xưa họ phải vất vả để tìm một cuốn sách như thế nào. Trong thời đại số hiện nay thì không cần nữa, bạn chỉ cần search đúng cái từ khóa keyword vào thì hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu ra, và bạn có thể kiểm tra được hóa đơn đó ngày nào, hợp đồng đó hết khi nào hết hạn, và nhân viên đó nghỉ việc lúc nào, hoặc nhân viên đó vào làm lúc nào. Tất cả hồ sơ đó đều có thể tìm kiếm trên hệ thống doanh nghiệp. Đó là cái chìa khóa thứ 8, đó là phải số hóa được dữ liệu của bạn lên nền tảng số. Thì có như vậy bạn nâng cao được năng lực cạnh tranh. Và bạn biết không, chi phí thời gian để tìm kiếm dữ liệu là một trong những chi phí tốn kém rất nhiều cái nguồn lực của doanh nghiệp nhất. Là một CEO, bạn đừng bao giờ lạc vào mình mới dữ liệu đó. Là một chủ doanh nghiệp, bạn đừng bao giờ để mất thời gian tìm kiếm vào những tài liệu đó, mà đáng lẽ ra bạn hiểu về công nghệ thì giải pháp có thể giúp cho bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức và tiền của. Chúc bạn thành công.